543. Bàn đàm Kaluji dịch: chú này có thể trói buộc các ác quỷ thần. Kệ: Lăng Nghiêm pháp hội viên mãn thành, kết giới đàn trung phục ác thần. Thực tế lý địa cứu kính lực, hộ trì hành giả Phật giáo hưng. Nghĩa là pháp hội Lăng Nghiêm thành viên mãn, trong đàn kiết giới phục ác thần, thực tế lý địa sức cứu kính, hộ trì hành giả hưng Phật giáo. Giảng giải: chú Lăng Nghiêm có 554 câu, 2620 chữ, còn có 10 câu tâm chú cuối cùng. Chú Lăng Nghiêm vốn không có cách gì có thể nói, ý nghĩa của nó bao hàm quá rộng, hiện tại bất quá là nói ra một trong vạn phần. Lược nói 4 câu kệ, kệ này rất bình thường và nông cạn, ai ai cũng đều dễ hiểu. Hy vọng do 4 câu kệ này dẫn người vào chỗ thù thắng, từ cạn vào sâu, tương lai dẫn khởi mọi người nghiên cứu chú Lăng Nghiêm. Biết sự lợi ích của sự tụng niệm chú Lăng Nghiêm mà đắc được sự thọ dụng và pháp hỷ trong đó. Kệ mà tôi tả tuy rất bình thường nhưng cũng rất quan trọng, có sự trợ giúp rất lớn đối với việc nghiên cứu chú Lăng Nghiêm. Nếu tương lai không mất đi, đây sẽ là một tác phẩm hiển bài chú Lăng Nghiêm hoàn chỉnh. Tác phẩm này đối với Phật giáo tương lai có hữu dụng chăng? Hiện tại vẫn chưa biết. Bây giờ lược thuật bài kệ này như sau: pháp hội Lăng Nghiêm thành viên mãn. Chú Lăng Nghiêm kiết giới pháp hội này hiện tại đã hoàn thành viên mãn. Pháp hội kiên cố này đã thành tựu viên mãn. Lăng Nghiêm dịch ra nghĩa là cứu kính kiên cố. Trong đàn kiết giới phục ác thần, ở trong đàn này hết thảy tất cả ngưu quỷ xà thần, thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, lì mị vọng lượng, ác thần, bao quát đủ thứ thần, không giữ quy củ. Nhưng khi chúng ta kiết giới này, những vị không giữ quy củ này đều phải tuân theo quy củ, đều phải giữ quy củ. Thực tế lý địa sức cứu kính. Sức lực của chú Lăng Nghiêm là thực tế lý địa. Sức lực lý tánh của chú là sức lực cứu kính, là đại oai thần lực của Phật tối cao vô thượng, thì sức lực kim cang bất hoại. Hộ trì hành giả hưng Phật giáo, nếu bạn có thể thanh quy tịnh giới, bạn giữ giới luật, chẳng phải đeo mặt nạ giả, chẳng phải ở đó cứ khởi những vọng tưởng nghĩ lung tung, bạn chân thật giữ giới luật thanh tịnh, tin sức lực của chú, người tu hành như vậy. Tu hành như vậy thì ở trong Phật giáo chẳng có chút ích kỷ nào. Ai không làm một cách chân thật, cứ đeo mặt nạ giả, thì đó là tự gạt mình, gạt không được người khác, cho nên nhất định phải trong ngoài như một, trong ngoài đều giống nhau, phải không có tơ hào giả nào hết, nói làm là làm. Tôi nói giữ giới thì giữ giới, tôi nói ngủ ngồi là ngủ ngồi, tôi nói giữ giới không giữ tiền bạc là không giữ tiền bạc. Tôi nói ăn ngày một bữa là ăn ngày một bữa, không lén lút làm những việc người khác không thấy. Bạn xem lão hòa thượng Hư Vân, ở trước mặt người hoặc khi ở một mình đều giống nhau, bất cứ lúc nào cũng không tùy tiện, cũng không phóng dật, cho nên nói chỉ nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Tại sao không phóng dật? Vì bạn không biết lúc nào con quỷ vô thường sẽ tới, cho nên không phóng dật. Có người chân thật tu hành thì chánh pháp sẽ trụ thế, chẳng có người chân thật tu hành thì chánh pháp sẽ diệt. Cho nên hộ trì hành giả hưng Phật giáo, bạn là người chân thật tu hành thì Phật giáo mới có thể hưng thịnh. 544. Đát Điệt Tha dịch: tôi nay nói tâm chú này, bèn tuyên nói sắc lệnh của Phật. Tất cả chúng loại ngưỡng sức lực Như Lai nghe tụng chú này đều nên chắp tay cung kính đảnh lễ. Các vị nương oai lực của Phật đều đến hộ vệ, đi đứng nằm ngồi không nên xả lìa,
lại nghiêm phục tất cả bè đảng quyến thuộc. Các vị lắng nghe đều trở về chỗ của mình, hướng vô thượng đạo, thẳng đến Bồ Đề. Kệ: Phật sắc nhất thiết chư hữu tình, các nghi kính lễ tuân phụng hành, bất tương xả ly thời vệ hộ, đồng đăng giác đạo pháp vương thành. Nghĩa là Phật sắc lệnh tất cả hữu tình đều nên kính lễ phụng hành theo, không nên xả lìa khi hộ vệ, cùng lên giác đạo thành pháp vương. Giảng giải: Phật sắc lệnh tất cả hữu tình. Sắc lệnh tất cả hữu tình này bao quát các hữu tình thiện, ác, có huyết, có khí, có tri giác, đều gọi là hữu tình. Thực vật thì chẳng có tri giác, thực vật thì thuộc về có tánh không tình, còn quỷ thì thuộc về có bóng không hình. Đều nên kính lễ phụng hành theo, bất cứ thiện ác đều nên chiếu theo chú Lăng Nghiêm mà làm. Không nên xả lìa khi hộ vệ, đừng xả lìa hành giả, đừng xả lìa người thiện, đừng xả lìa người tu hành, lúc nào cũng đều hộ vệ họ. Cùng lên giác đạo thành pháp vương, cùng nhau lên giác đạo, đến thành pháp vương, đến chỗ ở của Phật. 545 án, dịch tiếp tục ở trước, tôi này nói tâm chú này. Bèn tuyên nói sắc lệnh của Phật, tất cả chúng loại ngưỡng sức lực Như Lai, nghe tụng chú này đều nên chắp tay cung kính đảnh lễ. Các vị nương oai lực của Phật đều đến hộ vệ, đi đứng nằm ngồi, không nên xả lìa. Lại nghiêm phục tất cả bè đảng quyến thuộc, các vị lắng nghe đều trở về chỗ của mình, hướng vô thượng đạo, thẳng đến Bồ Đề. Kệ: Hợp chưởng cung kính tổng trì phương, dẫn sinh vô lượng thần diệu chương, nhất thiết tà ma quy chánh giáo, lị mị vọng lượng nan độn tàng. Nghĩa là chắp tay cung kính vua tổng trì, dẫn sinh vô lượng chương thần diệu, tất cả tà ma quy chánh giáo, lị mị vọng lượng khó ẩn trốn. Giảng giải: Chắp tay cung kính vua tổng trì, chữ án là câu thứ 545, hội thứ 5. Khi bạn tụng chú này thì tất cả thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần, ngưu quỷ xà thần, thiên ma ngoại đạo đều phải phục tùng. Bạn có thể niệm chữ án hoặc chữ om cũng được. Khi bạn niệm chú này thì ai cũng đều phải chắp tay cung kính. Cung kính gì? Cung kính vua tổng trì. Cung kính chú này là một hiệu lệnh của pháp giới. Dẫn sinh vô lượng chương thần diệu. Một khi niệm chữ án thì sinh ra dưới đây. Án còn gọi là dẫn sinh nghĩa. Dẫn sinh bao nhiêu? Dẫn sinh vô tận, vô biên thần diệu chương cú. Ý nghĩa vô lượng, sức lực cũng vô lượng, oai thần cũng vô lượng, tất cả đều vô lượng. Tất cả tà ma quy chánh giáo. Bất cứ tà ma gì đến lúc này cũng đều phải lão lão thật thật, đều phải quy y chánh giáo, không thể nói dối, không còn nhiễu loạn nữa, không thể không giữ quy củ. Lị mị vọng lượng khó ẩn trốn. Quỷ thông, ma thông, yêu thông, dù lớn cách mấy cũng chạy không khỏi, ẩn trốn cũng không được. Giống như đèn sáng chiếu đến, bất cứ lị mị vọng lượng chạy đến đâu thì chiếu đến đó, không thể độn hình được. 546 A Na Lệ, dịch nối liền ở trước, tôi này nói tâm chú này, bèn tuyên nói sắc lệnh của Phật, tất cả chúng loại ngưỡng sức lực Như Lai, nghe tụng chú này đều nên chắp tay cung kính đảnh lễ. Các vị nương oai lực của Phật đều đến hộ vệ, đi đứng nằm ngồi, không nên xả lìa. Lại nghiêm phục tất cả bè đảng quyến thuộc, các vị lắng nghe đều trở về chỗ của mình, hướng vô thượng đạo, thẳng đến Bồ Đề. Kệ: Thụ cùng tam tế diệu cao thiên, tuấn cực vô thượng quảng vô biên, nan diệt thuận giáo phú hữu nghĩa, Phật pháp tăng bảo thí lệnh quyền. Nghĩa là dọc cùng tam tế cao ngất trời, cực cao vô thượng rộng vô biên, khó diệt thuận giáo giàu có nghĩa, Phật pháp tăng bảo ban lệnh quyền. Giảng giải: A Na Lệ là câu thứ nhất của 10 câu tâm chú.
Ý nghĩa câu tâm chú này là nghĩa cao tột, trên thì cao môn quan, câu chú ở dưới là tỳ xá đề, tức là mặt ngang, nghĩa là ngang khắp, trên thì ngang môn quan. Đây là nói về sự thiết lập hộ vệ trong trời đất, yêu ma quỷ quái không cách nào trốn chạy được, còn chiều cao thì cũng chạy không khỏi sức lực của chú này. Còn chiều ngang khắp cũng chạy không khỏi phạm vi của chú này, cho nên chú này có đại oai thần lực như thế. Dọc cùng tam tế cao ngất trời. Tam tế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cao ngất trời là từ hình dung. Hình dung cao ngất trời. Cao ngất trời cũng là ý nghĩa biểu thị sự cao, cao tới tận trời xanh, không có gì cao hơn nó được. Cực cao vô thượng rộng vô biên. Cực cao vô thượng, sự cao ở đây không có gì cao bằng. Rộng vô biên, ý nghĩa của chú này vốn là nghĩa rộng khắp. Câu chú này tuy nói là nghĩa cao tột, nhưng cũng là nghĩa ngang khắp. Dưới câu chú cũng là ngang khắp, cũng là cao tột. Cho nên hai cái hợp lại, thì tất cả yêu ma quỷ quái không còn đường để chạy. Vì cửa trong trời đất đều đóng lại, cho nên gọi là rộng vô biên. Khó diệt thuận giáo, nghĩa giàu có. Thứ đạo lý này thì không diệt. Tất cả yêu ma quỷ quái, bàn môn tả đạo, đều phải thuận mà nghe lời, thuận thọ sự giáo hóa. Nếu bạn không thuận thọ sự giáo hóa thì sẽ bị trừng phạt. Không thuận không được, đây thật là một quyền lợi lớn. Phật Pháp Tăng Bảo ban lệnh quyền. Ai có quyền lợi lớn này? Phật Pháp Tăng Bảo có quyền lợi này, có đại oai thần lực này, quản lý hết thảy tất cả thiên ma ngoại đạo, tất cả ngưu quỷ xà thần, tất cả lì mị vọng tưởng đều quản lý hết. Cho nên khi bạn tụng chú Lăng Nghiêm này thì tất cả đều lão lão thật thật. Mỗi ngày bạn tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì ít nhất cũng được 7 đời làm viên ngoại, trưởng giả giàu có, quần áo thức ăn uống không thiếu, tất cả thảy đều có đủ. Nếu nói về quả vị bậc thánh hiền, bạn tiếp tục tụng niệm chú Lăng Nghiêm, tức là phát tâm đại bồ đề, không cần trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới đắc được pháp thân. Cho nên nói, diệu trạm tổng trì đấng bất động, chú thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời. Mấy câu này do Ngài A Nan nói, có thể biết chúng ta tụng niệm chú Lăng Nghiêm còn giá trị hơn bao nhiêu tiền bạc. Bạn đừng cho rằng hiện tại bạn không có tiền, nhưng bạn đã lập cơ sở tốt cho tương lai. Hàng ngày bạn đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì bạn có thể sẽ được 7 đời làm trưởng giả giàu có đại oai đức, đại thế lực, hay khiến cho tất cả mọi người đến ủng hộ bạn, đến nghe theo bạn. Bạn hay đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì sẽ có lợi ích lớn này. Cho nên hiện tại Hội Ấn Tống Kinh Đài Loan, mấy người không biết chữ hiện nay cũng đọc tụng niệm chú Lăng Nghiêm, cũng học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Nhưng tôi nói với các vị, không thể thiếu nợ tiền người ta. Nếu các vị thiếu nợ tiền người ta làm trưởng giả giàu có, còn bạn thì phải đi làm công nhân. Cho nên nhân quả thì không sai được. Bất cứ người nào không thể vô duyên vô cớ vay mượn tiền người ta mà không trả. Bằng không, tương lai phải làm trâu làm ngựa để trả nợ. Bạn đừng cho rằng tôi đã xuất gia rồi, có thể thọ người cúng dường. Thọ người cúng dường mà bạn chẳng có đức hạnh. Do đó có câu, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Bạn không tu hành thì tương lai chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Địa ngục đang đợi bạn. Một khi bạn xuống đó thì địa ngục sẽ nói, A-di-đà Phật, bạn trở lại rồi. 547. Tỳ xá đề. Dịch, nối liền ở trước. Kệ. Phật sắc chúng đẳng vân lai tập, đảnh lễ vệ hộ bất xả ly, hoành khắp thập phương nhất thiết sát, trực chí vô thượng đại bồ đề. Nghĩa là Phật sắc lệnh đại chúng vân tập, đảnh lễ hộ vệ không xả lìa, ngang khắp mười phương tất cả cõi, thẳng đến đại bồ đề vô thượng. Giảng giải. Chú còn gọi là chân ngôn, tức là chẳng có một chút giả nào. Còn gọi là linh văn, là có sự linh cảm nhất, có sự công hiệu nhất. Người trì chú cần phải giữ giới luật, phải chú trọng đức hạnh, cần phải không tranh, không tham, không cầu,
không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Pháp là tu hành, chẳng phải miệng nói. Nhưng tại sao hiện tại phải nói? Vì người không minh bạch, cho nên phải nói. Nghe xong rồi thì phải chiếu theo pháp mà tu hành. Nhưng cũng chẳng phải nghe nói pháp có đại linh cảm diệu dụng và sức lực mới dụng công. Bạn tu pháp nhưng không giữ giới thì sẽ thọ quả báo. Chính bạn sẽ gặp sự cố phi tai hành họa. Đây là hành không thông. Hiện tại, người chỉ chú trọng sự linh nghiệm, có công lực của sự tụng niệm chú, nhưng chẳng chú trọng phẩm đức của chính mình, tức khiến cho sự tụng niệm cũng chẳng còn công lực. Vốn linh cũng chẳng linh, thật cũng chẳng thật. Nếu phẩm hạnh tốt, trì giới luật, thì khiến cho nói một câu cũng sẽ có sự linh cảm. Do đó có câu, gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không linh. Bạn tưởng như vậy đều sẽ thành công, nhưng tưởng này chẳng phải là vọng tưởng, mà là từ chân tâm tưởng ra. Một niệm không sinh toàn thể hiện. Đây tức là chân tâm, sáu căn hốt động bị mây che, một niệm không sinh, đó là chân tâm bắt đầu. Nhưng chẳng phải tôi tưởng như vậy thì như vậy, cho nên các vị phải đặc biệt rõ ràng chỗ này. Phật sắc lệnh đại chúng vân tập, câu chú Tỳ Xá Đề này là nối liền ở trước A Na Lệ đã nói, ý nghĩa là diệu cao, dọc cùng cao tột. Tỳ Xá Đề nghĩa là hoành khắp. Khi bạn niệm chú này, thì tận 3.000 đại thiên thế giới đều biết, đều hưởng ứng. Ai hưởng ứng? Tức là hết thảy tất cả chúng sinh. Những chúng sinh này chẳng phải nhân loại, mà là yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần, tức thông linh. Bạn nhìn chẳng thấy được, có thiện có ác, nhưng bất cứ là thiện hay là ác, đều phải hộ vệ, đều phải cải ác hướng thiện. Vân tập, chẳng phải chỉ thiện thần đến, cho đến ác thần, tà thần đều đến. Khi ác thần tà thần đến, thấy bạn chẳng giữ giới luật, người nam nghĩ tưởng người nữ nghĩ tưởng người nam, như vậy thì không được. Không giữ quy củ thì sẽ có vấn đề lớn phát sinh. Họ thấy bạn tệ như vậy, bị vọng tưởng chi phối mình, thì họ chẳng phục. Niệm câu chú này là thế Phật nói chuyện. Đây là mệnh lệnh của Phật, cho nên nói Phật sắc lệnh đại chúng vân tập. Gọi hết thảy loài chúng sinh thông linh này, thông linh tức là đầy đủ thần thông có linh cảm. Loài chúng sinh này chẳng ngu ngốc giống như chúng ta. Khi bạn động niệm họ thì họ sẽ đến. Một khi niệm chú này thì họ sẽ đến. Dù thế giới cõi nước cách xa vô lượng nhiều như số cát sông Hằng, họ đều đến. Vân tập đến giống như những đám mây, cho nên nói nghĩa là hoành khắp. Đảnh lễ hộ vệ không xả lìa. Đến đây đều phải đảnh lễ, cải ác hướng thiện. Đảnh lễ ai? Đảnh lễ người tu hành. Nếu bạn không giữ sáu đại tông chỉ, thì họ không bạt tay bạn hai cái, không đá bạn hai cái, thì đó mới là lạ. Vì bạn chẳng xứng đáng, cho nên vấn đề rắc rối của bạn sẽ đến. Đừng cho rằng là tốt, đắc ý nói, tôi niệm chú có sự linh cảm. Bạn không giữ quy củ, mượn giả làm thật để gạt người, làm việc giả, thì tương lai sẽ gặp phi tai hành họa, thậm chí phân thân nát cốt, đọa vào địa ngục đều có phần. Đây chẳng phải là chuyện vui đùa. Trong Phật giáo là công đạo nhất, bình đẳng nhất, từ bi nhất. Vị nào không giữ quy củ thì tương lai sẽ có vấn đề. Tại sao con người mỗi ngày sinh bệnh? Đây nhất định khởi vọng tưởng về người nữ, hoặc người nữ khởi vọng tưởng về người nam. Nên biết, người có thể hoằng chú, chẳng phải chú hoằng người. Người có thể dùng chú, chẳng phải chú dùng người. Người có thể chi phối chú, chẳng phải chú đến chi phối người. Nhưng bạn không đủ tư cách thì sẽ thọ quả báo, sẽ gặp phi tai hành họa, như chết vì tai nạn xe hơi, hoặc bị lửa thiêu chết, nước diệm chết, hoặc chết vì tai nạn máy bay. Có người không minh bạch nói, họ cũng trì chú, nhưng tại sao có những tai nạn này phát sinh? Đây là vì họ không đủ tư cách, cho rằng có sức lực của chú thì có thể làm bá vương, hoành hành không kiêng nể gì. Chẳng phải họ niệm chú không linh thì không bảo hộ họ, mà là vì họ không giữ giới luật.
Cho nên Phật luôn khuyên bảo mọi người học giữ giới luật, dụng công tu hành, giữ sáu đại tông chỉ. Sau này các vị còn có tâm không giữ sáu đại tông chỉ thì không thể học với tôi. Các vị học với tôi thì nhất định phải sửa đổi tập khí mau bệnh này. Những chúng sinh thông linh này có thần thông, thấy chúng sinh có đạo hạnh, họ đều phải chắp tay cung kính đảnh lễ, nghe theo sự triệu tập. Bạn có đức hạnh thì đi đứng nằm ngồi, ngày đêm sáu thời đều không xả lìa, lúc nào họ cũng bảo hộ cho bạn. Ngang khắp mười phương tất cả cõi. Đây tức là ngang khắp, câu ở trước là cao tột, tức khiến cho nơi cao nhất cũng có thể đến được. Khi bạn niệm chú này thì trên trời, dưới đất, nơi cao nhất đều đến được. Ngang khắp tức là ngang khắp mười phương, hết thảy hạt bụi, cõi nước, tinh cầu, mặt trăng đều bao quát trong đó. Bất cứ thế giới nào cũng đều bao quát trong đó. Ngang khắp tất cả cõi nước, hết thảy tất cả chúng sinh đều đến hộ vệ bạn, nghe sự triệu tập. Thẳng đến Đại Bồ Đề Vô Thượng, những chúng sinh này là người tu hành, đều sẽ thành Phật, thành tựu quả vị Vô Thượng Bồ Đề. Bạn tu trì chú này thì hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, ác thần, ngưu quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái, tương lai đều sẽ thành Phật. Cho nên nói thẳng đến Vô Thượng Đại Bồ Đề, thẳng đến quả vị Đại Bồ Đề, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hết thảy những người ở trong vạn Phật Thánh Thành phải giữ quy củ, chịu cứ chính mình. Nhất là những người làm lãnh tụ, không thể gạt người, không thể khởi vọng tưởng nam nữ lung tung. 548. Bệ ra. Dịch, nối liền ở trước. Kệ, các tự ước thú chư quyến thuộc, tuần quy thủ cự lập công đồ, hộ trì tam bảo hoằng Phật Pháp, nghiêm chỉnh oai nghi thiện căn thuộc. Nghĩa là tự mình hạn chế các quyến thuộc, tuân theo quy củ lập công đức, hộ trì tam bảo hoằng Phật Pháp, nghiêm chỉnh oai nghi thiện căn thuộc. Giảng giải. Từ năm 1979 thì bắt đầu giảng chú Lăng Nghiêm, cho đến bây giờ là năm 1987. Người chân chánh tu đạo thì gì cũng chẳng có, thậm chí một sợi dây cũng không. Do đó có câu: hạng nhất, người tu hành nhẹ như gió thoảng; hạng nhì, người tu hành như gánh đồ đạc; hạng ba, người tu hành như chiếc xe chở đồ, thậm chí như chiếc thuyền, như máy bay. Các vị muốn làm người tu hành hạng thứ mấy? Tự mình hạn chế các quyến thuộc. Chú Lăng Nghiêm là chú dài nhất trong Phật giáo. Chỉ cần chú Lăng Nghiêm tồn tại trên thế gian một ngày thì hết thảy yêu ma quỷ quái không dám công nhiên xuất hiện, chúng đều lẩn trốn. Vì khi bạn tụng chú này thì 3.000 đại thiên thế giới đều nghe được pháp âm này. Yêu ma quỷ quái mà nghe được pháp âm này thì chúng đều phải giữ quy củ, đều phải lão thật. Khi nghe được pháp âm này thì chúng đều tự mình hạn chế các quyến thuộc, bảo quyến thuộc của chúng, tất cả đồ chúng phải cẩn thận một chút, phải giữ quy củ. Nếu không giữ quy củ thì sẽ có chuyện rắc rối. Cho nên không dám phóng túng, không dám tùy tiện, vì có chú Lăng Nghiêm này. Cho nên trên thế giới, nếu không còn ai trì tụng chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện ăn người, hại người, đủ thứ sự việc sẽ phát sinh. Tại sao hiện tại thế giới còn chưa đến trình độ này? Vì còn có người tụng niệm chú Lăng Nghiêm, tuân theo quy củ lập công đức, chúng phải cẩn thận một chút, làm việc phải làm chánh đáng, phải giữ quy củ, không thể tùy tiện, phải lập công, hy vọng chúng tương lai có sự tiến bộ. Hộ trì tam bảo hoằng Phật Pháp, làm thế nào lập công đức? Tức là hộ trì tam bảo hoằng Phật Pháp, hộ trì Phật Pháp tăng tam bảo. Cho nên chúng ta người xuất gia, chỉ cần bạn có một phần tu hành thì hộ pháp sẽ hộ trì bạn. Bạn có 3 phần tu hành, hộ pháp sẽ cho bạn 7 phần cảm ứng gia bị. Nếu bạn không tu hành thì gì cũng chẳng có. Cho nên nhất định phải tu hành. Tu hành thì tu cái gì? Tức là tu thân, tu miệng, tu tâm. Thân không phạm giết hại, trộm cắp, tà dâm,
Miệng thì không phạm nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Tâm thì không tham, sân, si. Tâm tức là ý, bên trong cũng không phạm tham sân si. Chúng ta không phạm 10 điều ác là bao quát 6 đại tông chỉ của chúng ta. Ngược lại với 10 điều ác là 10 điều thiện. Chúng ta không tranh. Không tranh là gì? Không tranh tức là hòa bình. Hòa bình với nhau, hòa bình hợp chúng. Hòa hợp chúng tức là không tranh. Lục hòa tức là thân hòa đồng trụ, mọi người không đánh nhau, cùng ở với nhau. Khẩu hòa vô tranh, mọi người không tranh cãi với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ý hòa đồng duyệt, ý hòa tức là mọi người đều hoan hỷ mà không phiền não. Lợi hòa đồng quân, mọi người cùng ăn, cùng uống, cùng ở, mọi người cúng những vật dụng hàng ngày, dù người mới đến cũng có phần. Kiến hòa đồng giải, ý kiến, cái thấy của mọi người giống nhau, nhưng có khi chẳng giống nhau. Không giống nhau, đó là chúng ta đang đi trên một con đường khác. Mọi người đều phải đi trên con đường vô thượng bồ đề, đều phải giác ngộ, đừng có mê hoặc. Chúng ta nhất định phải tinh tấn, nhất định phải tu hành. Giới hòa đồng tu, giới gồm có 5 giới, 8 giới, 10 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh. Tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Chúng ta đều phải giữ giới tu cùng với nhau, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tu hành. Không thể nói tôi cao hơn bạn, bạn thấp hơn tôi, hoặc là tôi là người giữ giới, bạn không giữ giới. Chúng ta mọi người đều như nhau, không có ai cao, cũng không có ai thấp, ai cũng đều như nhau. Chúng ta không tranh như thế, tức là lục hòa đồng trụ. Cho nên chúng ta không tranh, tức cũng là hòa bình, mọi người không tranh, thì thế giới hòa bình. Do đó tông chỉ này của chúng ta nên đề nghị cho tất cả mọi người trên thế giới đều làm theo. Được như thế thì thế giới sẽ hòa bình. Thứ hai là không tham. Không tham tức là tặng nhường. Tặng nhường tức là không tham. Nếu bạn giữ lễ thì sẽ không tham. Bạn cũng sẽ không tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ, nghỉ, đều là phải giữ lễ, phải giữ tặng nhường. Người mà không tu hành, nhìn họ ăn uống thì biết. Người có sự tu hành, ăn đồ ngon đều nhường cho người khác ăn. Chính họ không tham ăn vật ngon. Trước hết, cũng không đem lên mũi ngửi thử mùi vị như thế nào. Ngon hay là dở? Không có. Từ chỗ này nhìn xem, thử bạn có phải là người tu hành hay chăng? Người tu hành thậm chí ăn gì cũng không biết. Hôm nay ăn gì vậy? Không biết. Tại sao vậy? Vì họ không chú ý đến vấn đề này. Ăn no thì được rồi, ăn gì không cần biết. Đây là không tham. Không tham chủ yếu trước hết là không tham ăn. Cho nên về sau, ai tham ăn, trộm đồ ăn, thì hãy sớm hoàn tục đi. Đừng ở đây lãng phí thời gian. Biết rõ mà cố phạm thì tội tăng gấp 3. Không tham ở đây tức là phải tặng nhường. Không cầu tức là liêm khiết, là thanh khiết. Liêm khiết thì không hướng ngoại truy cầu, lại không giống với cái không tham. Cái không tham ở đây là trong tâm bạn không tham. Cầu ở đây là bạn muốn hướng ngoại truy cầu, thì ai nhìn cũng thấy bạn mong cầu. Nếu bạn không cầu thì sẽ liêm khiết, sẽ không tham ô. Người tham ô đều có sự mong cầu, họ đều hy vọng người khác cho họ lễ vật, hối lộ. Đây tức là mong cầu. Không ích kỷ tức công bằng. Bạn muốn công bằng thì sẽ không ích kỷ. Những gì mình không muốn, đừng bố thí cho người khác, đây là không ích kỷ. Không lợi mình tức là lợi ích người khác. Đối với người khác phải có lợi ích, phải trợ giúp người khác thì không lợi mình. Không nói dối tức là lão thật, tức là mình làm việc gì cũng chân thật, một chút giả dối cũng không có. 6 đại tông chỉ rất đơn giản. Những điều hôm nay tôi nói, các vị hãy nói cho mỗi người trên thế giới. Nếu mỗi người trên thế giới đều giữ 6 đại tông chỉ này, thì chiến tranh gì cũng chẳng có, vấn đề gì cũng đều giải quyết được hết. Chúng ta ở trong vạn Phật thành, dạy các vị đã nhiều năm, kêu các vị đừng tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Các vị hãy hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình có chiếu cố đến vấn đề này mà làm chăng? Nếu chưa, thì hãy mau chiếu cố đến vấn đề này mà làm.
Nếu không chiếu cố đến vấn đề này mà làm, thì tôi nói cho các vị biết, thế giới này sẽ rất nguy hiểm, không thể tồn tại lâu dài. Đây là một đại pháp chuyển đổi càn khôn. Đây là một đại pháp cứu sinh mạng toàn thế giới. Các vị đừng có cho rằng rất đơn giản, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối, thì cứu được thế giới sao? Vâng, tôi dùng 6 đại tông chỉ này cứu thế giới đó. Đây là phương pháp cứu hết thảy sinh mạng. Cho nên, mỗi một nguyên thủ quốc gia cần thấu hiểu triệt để 6 đại tông chỉ này. Nếu họ dùng phương pháp này để trị quốc, thì chắc chắn quốc gia đó sẽ cường thịnh, chắc chắn sẽ tốt. Đáng tiếc thầy, người thời nay đều bỏ gần cầu xa, bỏ gốc cầu ngọn. Ở nơi này điên điên đảo đảo, cho nên làm cho đất nước loạn xà ngầu. Nghiêm chỉnh oai nghi, thiện căn thục. Nghiêm chỉnh oai nghi tức là giữ giới luật. Bạn phải giữ giới luật thì căn lành của bạn mới thành thục, tương lai bạn mới có thể thành Phật. Câu chú bệ ra này là biến nhất thiết xứ, khắp tất cả mọi nơi ai cũng đều có thể dùng.